Thế nào Rio xin kính chào tất cả quý khách hàng. Đối với những ai yêu mến một đôi loa Buxell châu Âu có âm thanh vừa mượt mà, ngọt ngào mà lại rất dịu dàng, tinh tế thì không thể bỏ qua thương hiệu loa Pháp Vogel. Và mình muốn giới thiệu đến cho quý vị và các bạn đôi loa Pháp Vogel 906, một trong những đôi loa rất thành công và đã đạt được rất nhiều giải thưởng danh giá trên thế giới. Và đây là một đôi loa có màu mới, đó là màu walnut. Nhưng mà cái chất màu walnut này nó hoàn toàn khác với những phiên bản trước. Đây là một màu walnut sáng, nó rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng quan sát một chút về hình thức và mình sẽ bắt đầu giới thiệu đến cho quý vị và các bạn những đặc điểm chính của đôi loa này. Điểm qua một chút về thiết kế, có thể gọi đây là một thiết kế rất đơn giản, sang trọng và tinh tế, với phần mặt trên hoàn toàn là bằng kính màu đen, rất là đẹp và sang trọng. Ở phần mặt trước hoàn toàn được phủ da và hai bên là phần ốp gỗ. Phần mặt trước và phần mặt sau đều là bằng chất liệu da. Như vậy là đây là một đôi loa Buxell trông rất là tinh tế và sang trọng, rất thích hợp với những cái không gian khi chúng ta cùng đặt với những cái thiết bị đắt tiền khác thì nó sẽ toát lên được một cái vẻ đẹp rất là tinh tế. Về phần thiết kế mặt trước, chúng ta sẽ có một lỗ thoát hơi. Đây là một đặc điểm mà mình muốn nhắc đến đầu tiên. Khi có lỗ thoát hơi như thế này, quý vị và các bạn có thể để đôi loa này sát khá gần vào tường sau mà vẫn thu lại được tiếng trầm rất là tốt, hạn chế được sự ù dề và rất là dễ sắp đặt trong việc mà chúng ta kê kích, chúng ta không phải băn khoăn về việc lỗ trầm ở phía đằng sau nữa. Ngoài ra, chúng ta sẽ có những cái đặc điểm mà rất đặc trưng của hãng Vogel, đó chính là loa tép cầu lõm làm bằng vật liệu là nhôm, hợp kim nhôm magie. Đây là tép cầu lõm. Nó đem đến một cái góc phát tán rất là rộng, kết hợp với một cái phần mặt trước này được làm hơi cong cong. Nó sẽ đem đến một cái sự phát tán rộng và đem đến độ âm thanh có độ chi tiết cao, mặc dù kể cả chúng ta ngồi có hơi cách xa loa một chút. Ngoài ra, chúng ta sẽ còn một cái phần củ loa nữa rất quan trọng, đó là củ loa mid-bass. Củ loa mid-bass này là hoàn toàn là khác biệt. Những cái củ loa này thì phải nói đầu tiên là được Vogel tự tay nghiên cứu và phát triển chế tạo chứ không đặt qua một hãng khác. Và đương nhiên là nó được làm tại Pháp với dòng chữ là Vogel Made in France. Cái màng loa này trông nó rất đặc biệt và chính vì vậy đây là một cái đặc điểm rất là đáng lưu ý khi nó được làm bằng sợi lanh. Đó, đây là một đặc điểm mà không hề bị đụng hàng với các hãng loa khác. Nó được làm từ sợi lanh của nước Pháp. Và nó có cái công nghệ đây là Sandwich Technology, tức là nó được dệt đa lớp để tạo nên một cái màng loa dùng sợi lanh mà lại có thể cho âm thanh rất là mềm mại, tự nhiên và có độ trung thực cao. Và nó được làm với cái công nghệ dệt đa lớp rất là cầu kỳ và phức tạp. Đó. Và mình thấy là cái đặc điểm của cái màng loa sợi lanh trong cái dòng đầu 9, nó tạo ra một cái âm thanh rất là trung tính. Tức là nó có một cái độ ngọt ngào nhưng mà mọi thứ nó được thể hiện đều rất là tự nhiên. Cái này quý vị các bạn nên trực tiếp để nghe thử để có thể cảm nhận được cái độ ngọt ngào mềm mại mà vẫn có cái chất tự nhiên trong cái giọng hát phát ra từ cái màng loa sợi lanh này. Đó là những cái đặc điểm đáng lưu ý nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thông số kỹ thuật. Đôi loa này có đáp tuyến tần số xuống âm bass ở mức 55Hz, mức suy hao 3dB và giải cao rộng mở lên tới 28kHz. Nếu quý vị các bạn chúng ta dùng âm ly khai thác tốt và có cộng hưởng phòng tốt thì tần số thấp sẽ xuống 47Hz ở mức suy hao 6dB. Đôi loa này thực sự là mình thấy nó khá dễ đánh khi nó có độ nhạy là 89,5dB và trở kháng danh định là ở mức 8 ohm. Và ngay cả trong những lúc mà khó khăn nhất khi thể hiện tiếng bass thì cái phần trở kháng nó cũng chỉ giảm xuống đến 4,6 ohm thôi. Tức là như vậy, đây là một đôi loa có thể gọi là dễ đánh. Chúng ta không cần một âm ly có công suất quá lớn mà chúng ta cần một âm ly có chất tiếng hay. Công suất âm ly khuyến nghị tối thiểu là 25W và tối đa chịu đựng liên tục là 120W ở trở kháng 8 ohm. Và âm ly cái đôi loa này có điểm cắt tần số là 2800Hz, tức là ở mức 2800Hz trở xuống thì sẽ loa này đánh và trên là loa chép đánh. Nó có trọng lượng là 8,5kg một chiếc, rất là chắc chắn. Và với một đôi loa Pháp
Mình nghĩ đến một combo rất tuyệt vời, đó là mình sẽ sử dụng âm ly Anton hoàn toàn là đồng hương đến từ nước Pháp và cũng được sản xuất tại Pháp. Và đây là model Anton IN200 và đầu đĩa cũng CD200. Với cái combo này thì quý vị các bạn có thể đánh cực kỳ tốt đôi loa 906 này. Và ngoài ra nó còn đánh được đôi loa cột trong dòng series chính, ví dụ như 926. Thậm chí quý vị các bạn có thể trải nghiệm thử với 936 xem sao. Tại vì mình thấy cái bộ đôi âm ly này và đầu đĩa này có thể đánh rất tốt dòng loa 9 của Focal. Đây là một trong những cái gợi ý của Thiên Hào Audio về việc phối ghép. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm ngay một bài hát cho combo này. Mình sẽ lựa chọn một bài của Pháp. Âm thanh đậm chất Pháp, rất mềm mại, uyển chuyển và rất là tuyệt vời khi quý vị các bạn chúng ta thưởng thức nhạc trữ tình. Và với một combo như vậy, chúng ta có thể set up trong một phòng ngủ hoặc một phòng có diện tích trung bình khoảng tầm 25m² đổ lại, sẽ cho âm thanh rất đầy. Đôi loa này có mức giá tham khảo là 31 triệu và có giá cực kỳ tốt khi quý vị các bạn liên hệ trực tiếp với Thiên Hà Audio, số 5 ngõ 198 Thái Hà, Hà Nội. Nếu quý vị thấy hay, hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để cùng đón xem những clip hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.